Hôm nay là sáng thứ tư mới đúng cả nhà ơi. Sáng thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2020. Thì là em có soạn một cái đơn hàng gồm 28 cây bông trang cho một bạn có nickname Zalo là Forever Love. Thì bạn này ở Tiền Giang, Châu Thành, Tiền Giang. Bạn có order bên em là gồm một cây bông trang cẩm thạch, hai cây trang trắng lá trùng màu trắng, 10 cây mỹ hồng. 10 cây mỹ hồng đây cả nhà ơi. Thì em quay cái clip ngắn này lại cho bạn xem, tại vì bạn có yêu cầu là quay cái clip gửi bạn. Hai cây trang lá hẹ, cả nhà thông cảm bởi vì trời đang mưa cho nên hơi ồn một xíu. Rồi 4 cây trang mỹ đỏ, cái lá lớn lớn này là mỹ đỏ này cả nhà. Rồi 7 cây trang lá sen, đây là trang lá sen, trang sen chứ, đây là trang sen ạ. Trang sen thì cái bông, những cái cánh hoa giống cái bông sen cho nên người ta gọi là bông trang sen. Cả nhà xem nè, hai bên lớp rồi. Nên cả nhà xem cái cánh hoa. Hai ba lớp. Cái gì người ta gọi là trang sen. Bên đây, còn bên đây nữa 7 cây. Đã có hoa hết rồi ạ. Cái nụ của bông. Trời mưa ướt cho nên để cho ráo một tí rồi gửi đi, để hôm nay xuống nó cũng nhiều. Tổng thể đây là 28 cây. Em quay sơ lược cho một vị khách có tên Zalo là Forever Love ở Châu Thành, Tiền Giang. Và hai cây vàng lá trùng, hai cây lá hẹ. Đây là hai cây vàng lá trùng, hai cây vàng lá trùng của chị. Còn những cái cây mỹ hồng á thì còn khá là nhỏ, chưa có bông. Về á thì khách sẽ trồng một thời gian rồi cây sẽ lớn lên, sẽ ra bông, tại vì hiện tại mỹ hồng rất là khúc, cây lớn không còn nữa. Còn bên đây thì em có mấy cây mỹ đỏ lớn, thì em giao là 4 cây mỹ đỏ. Đây, đây là cái đơn của chị Forever Love. Rồi bây giờ em sẽ chốt đơn hàng và chuẩn bị đóng thùng gửi đi. Đây là tổng thể những cái cây em gửi đi cho chị. Chị sẽ xem clip ngắn này và sẽ phản hồi bên dưới giúp em bằng cách là comment bên dưới giúp em. Em cảm ơn rất là nhiều. Tất cả những cây này á, là chị đã chuyển khoản tiền trước rồi nha cả nhà, cho nên là em chỉ gửi hàng ship đi và không thu phí chị. Chị đã chuyển hàng, chuyển tiền trước hết rồi. Và em cũng gửi lời cảm ơn đến chị khách có nickname là
Forever Love ở trong hành tiền Giang, chị đã rất là tin tưởng và nhiệt tình đã chuyển khoản đủ số tiền trước. Thông qua cái clip ngắn này, vị khách nào yêu thích một trong số những loại bông mà em ship hàng trên clip này thì hãy comment bên dưới giúp em và để lại địa chỉ hoặc là số điện thoại, em sẽ liên hệ lại hoặc là liên hệ trực tiếp. Số điện thoại em để trên tiêu đề là 0911643600 và đây cũng là số Zalo của em. Khi khách yêu thích loại bông nào trong clip này thì cũng comment bên dưới order đặt hàng bên em thì em sẽ phản hồi liên hệ lại. Một lần nữa thì em xin cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ xem video của em. Và đừng quên là like video giúp em, bởi vì tất cả đều là miễn phí. Và ai lần đầu tiên đến với video của em thì hãy cho em xin một cái đăng ký, subscribe và nhấn vào chuông quả chuông ở góc bên phải màn hình đó, để mỗi khi em có video like những cái bông sẽ thông báo qua cái YouTube. Tất cả hoàn toàn đều là miễn phí, không có ảnh hưởng gì tới sim hoặc là tài khoản số điện thoại hết nha cả nhà. Cho nên cả nhà yên tâm, tại vì đây là kênh YouTube hoàn toàn là miễn phí. Rồi, em sẽ kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye. Cả nhà nhớ cho em một like và ai chưa subscribe thì hãy subscribe đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Bye bye. Trong phim.